Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Rộ nghi vấn Thủy Tiên phạm luật vì tự ý kêu gọi cứu trợ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Mới đây, trên trang cá nhân của Bình, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ có chia sẻ về thông tin về điều 5 của Nghị định 64/2028, những đơn vị có quyền tổ chức kêu gọi và tiếp nhận từ thiện. Theo đó, nghị định này cho biết chỉ có 3 nhóm tổ chức đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền hàng cứu trợ, gồm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Báo đài của Trung ương địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ ở các cấp địa phương. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập, hoạt động theo quy định. Các tổ chức đơn vị trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép. Các tổ chức đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép. Thông tin trên cũng được pháp luật Việt Nam đưa tin. Điều này khiến không ít khán giả lo lắng cho Thủy Tiên. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Thủy Tiên cũng như nhiều nghệ sĩ khác vẫn hoạt động từ thiện bình thường mà không có sự ngăn cấm của một tổ chức hay đơn vị nào. Nhiều nơi chính quyền còn hỗ trợ Thủy Tiên và các nghệ sĩ tình nguyện đi cứu trợ đồng bào lũ lụt. Cũng theo một nguồn tin khác thì việc làm của Thủy Tiên không hề vi phạm pháp luật. Cụ thể, trên báo Lao động có dẫn chứng lời của luật sư Nguyễn Minh Long. Ông cho biết hiện pháp luật không cấm cá nhân tổ chức hoạt động quyên góp làm từ thiện cứu trợ giúp đỡ người khác. Vì việc cứu trợ nhân dân khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn không chỉ là việc của nhà nước hay tổ chức đoàn thể nào mà cần huy động mọi nguồn lực trong dân, khuyến khích mọi cá nhân phát huy tinh thần tương thân tương ái. Chỉ cần một cá nhân kêu gọi quyên góp trên danh nghĩa của chính mình, chứ không giả mạo hay mượn danh nghĩa của ai khác nhằm trục lợi cho bản thân thì không vi phạm pháp luật. Mới đây, trong bài đăng mới nhất của mình, Thủy Tiên cũng khẳng định bản thân sẽ cố gắng làm từ thiện một mình bằng chính sức lực và tài năng của bản thân, đồng thời không thông qua hay tạo ra bất cứ một tổ chức từ thiện nào. Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh rằng Tiên tin là nếu mình là một công dân tốt, biết giúp đỡ người khác, không làm gì trái pháp luật, thì chính quyền nhà nước nào cũng ủng hộ cho mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.